Cái ghẹ này mình đi hồi nào giờ này mới vô vậy? Giờ đi sáng bữa tối xong buổi sáng ra lấy vô. Tối nhiều lúc ta đi 12 giờ ta thả. Dạ. Sáng ta đem vô. Cái ghẹ này nếu mà còn sống em bán nhiêu một ký em? Tùy giá anh. Như ghẹ cả đó là nhiêu một ký? Dạ đó giống như con to người ta bán 250, 200. Còn nhỏ thì người ta bán 150, 120, 130. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi xuống cánh biển rồi đi mua cá luôn, mua nhẹ luôn. Cá bóng, cá đục, cá lửa, cá chim, cá lầu đầy đủ như gia đình. Đây là một vô còn tô. Dạ là biết bây giờ là xuống đây tái biển rồi phải không? Nãy dây dây dây. Có con cá đồng con con nữa kìa. Cân 2 kg thôi nha. Một ký còn ký hai ở nơi.
sáng như đây rất là vui, nhộn nhịp lắm như đây. Bây giờ mình mua cũng được 2 ký cá lưỡi với lại 1 ký 2 đậu chuột. Đó mình giờ mình chế biến cho gia đình xem nha. Bây giờ mình chờ mình nha.